chia sẻ cho anh em cái lô đất 10 mét mặt đường của đường 262 ở Mã Xuyên. Đây, đường này là đường 262 này. Đường này đi lên thịnh Đức, thịnh Đán đây. Đấy. Lên thành phố Thái Nguyên đi đường này. Mã Xuyên này nó thuộc vào sông Công, đây khu công nghiệp, cụm công nghiệp của Mã Xuyên đây. Đây cụm công nghiệp nó nằm bên này. Đây lô đất đây. 10 mét nó chia làm hai lô, hai số. Đây, từ cái bờ tường này đến hết góc bên kia. Đấy. Gần đối diện với cây xăng này. Nó là hai sổ luôn. Bán hơn 1 tỷ lô này. Cũng rẻ. Đây tái định cư bên cạnh này. Đây đây vào đến đây. Đấy. Đây vào đến đây. Đây chỗ này cạnh đây là nó có một con mương. Cạnh đây nó có một con mương xây rồi này. Đấy, bên này là tái định cư. Đất đền bù của khu công nghiệp. Đấy, cụ công nghiệp Mã Xuyên. Và đền bù của cái đường đi Hồ Núi Cốc. Đi lên Hồ Gành Chè. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, cụ công nghiệp đấy. Cái chỗ này là tái định cư hết, chạy dưới phòng thiết dưới kia. Đấy. Cụ công nghiệp Mã Xuyên nằm ở bên kia. Đấy, sau mấy cái nhà này kìa, nó đang san đất kìa. Đấy, chỗ cái mái tôn xanh này kìa. Đấy là cụm công nghiệp. Đây là cây xăng này. Đây, cụ công nghiệp ăn hết lên trên khu trên này. Đấy. Mặt tiền là 10 mét nhé. Giá rất là rẻ luôn, hơn 1 tỷ bạc. Anh em nào mà muốn sở hữu cái lô đất này ở đường 262 khu Mã Xuyên, thành phố Sông Công thì anh em liên hệ với chúng tôi. Đường này thông thủy luôn, đường này rất là đông xe buýt vừa đi qua thì anh em biết rồi đó. Đường mà có xe buýt thì đương nhiên nó là đường như nào thì anh em chắc chắn là sẽ nắm rất là rõ, đúng không ạ? Đấy, thuận tiện. Đấy, xe đi đông nghịt. Mười mét này nó chia làm hai lô rồi. Nếu mà tính vuông ra thì anh em nhìn thấy là cũng được, đúng không ạ? Bán luôn cả hai lô. Ở chỗ này người ta kinh doanh đầy rồi. Trước đây nó cũng kinh doanh đây. Nhà này bây giờ nó đóng cửa này. Chỗ kia thì toàn kinh doanh hết rồi. Anh em xem và để ý cái lô này được thì anh em đầu tư.